Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể SEO cái profile Facebook của mình lên top 1 trong bất kỳ ngành nghề nào và trong chính cái ngành nghề mà bạn đang kinh doanh để cho khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn một cách tự nhiên. Ví dụ như bạn đang kinh doanh trong một cái lĩnh vực như là đào tạo về phun xăm thẩm mỹ chẳng hạn, thì với hành vi của khách hàng là người ta sẽ lên Facebook và lên những cái trang mạng xã hội khác, đặc biệt là Facebook, người ta sẽ search ví dụ như là đào tạo phun xăm hay là phun xăm thẩm mỹ. Thì với những cái thông tin mà profile của cái người nào mà hiện lên trên ở top 1 thì cái tỷ lệ mà khách hàng người ta bấm vào cái những người mà search hiển thị lên cái ở top 1 đó là trên 50%. Hoặc là ví dụ chẳng hạn bạn kinh doanh trong bất kỳ cái lĩnh vực ngành nghề nào, từ nhà hàng, spa, bán hàng online hay là đào tạo cũng như vậy, thì chúng ta cũng cần phải SEO cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm. Khi khách hàng tìm kiếm và search thông tin thì sẽ ra thông tin của bạn và từ đó sẽ gia tăng được khách hàng, gia tăng được cái doanh số bán hàng cho chính bạn. Ví dụ như ở đây tôi đang làm trong lĩnh vực về marketing bán hàng cũng như là đào tạo về khởi nghiệp chẳng hạn, thì khi mà khách hàng người ta muốn search thông tin những cái từ khóa liên quan thì cần phải ra thông tin của chính mình vào đây để có thể thực hiện được SEO cái profile Facebook của mình. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái profile Facebook của chúng ta và để có thể là kiểm chứng được chúng ta hiệu quả của cái việc mà SEO từ khóa này, thì Hải sẽ search một vài cái từ khóa liên quan trước khi Hải SEO, ví dụ là search từ khởi nghiệp chẳng hạn, nó thì sẽ không ra cái thông tin của Hải. Và search ví dụ từ marketing online chẳng hạn, nó không ra và ra những cái thông tin người khác đúng không? Và ví dụ như là đào tạo marketing, nó sẽ ra những cái thông tin của những người khác. Ở đây chúng ta cần phải SEO những cái từ khóa này lên bằng cách là chúng ta vào phần giới thiệu trong profile cá nhân của chúng ta, sau đó cái phần chi tiết về bạn này, thì cái phần các tên khác này thì Facebook họ cho chúng ta thêm 10 cái tên khác, đó là cái biệt danh, để khi mà khách hàng người ta search theo những cái tên thì nó sẽ nổi lên cái profile của chúng ta. Ví dụ ở đây tôi sẽ thêm vào ví dụ cho đào tạo khởi nghiệp đó. Lưu thay đổi. Sau thêm những tên khác. Ví dụ là khởi nghiệp. Facebook. Marketing. Đưa thêm một vài từ khóa khác. Ví dụ như là đào tạo kinh doanh chẳng hạn. Marketing và bán hàng. Có một lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng dấu phẩy nhé, những cái ký tự đặc biệt. Marketing online chẳng hạn. Ví dụ một vài những cái từ khóa như vậy. Sau đó để kiểm tra lại cái tính khả dụng của những cái từ khóa mà chúng ta vừa mới xem, thì chúng ta sẽ lựa chọn ví dụ đào tạo marketing này. Đó, sẽ lên trên top 1 này. Hoặc là từ ví dụ marketing online đúng không? Những cái từ khóa mà người ta hay tìm kiếm. Đó, một số người bạn của Hải cũng thực hiện việc
thực hiện việc SEO những cái từ khóa này, nó cũng lên trong top này. Đó. Automation Facebook. Facebook Automation. Đó. Ví dụ như vậy. Hay là từ khởi nghiệp. Đó, thì lên ở trên trên top 1. Thì với một cái bước rất là đơn giản thì chúng ta có thể thực hiện việc SEO cái từ khóa trong cái ngành nghề của bạn để có thể khách hàng tìm kiếm đến bạn một cách tự nhiên, từ đó gia tăng cái lượng khách hàng cũng như gia tăng cái doanh số cho bạn trong cái ngành nghề bạn kinh doanh. Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ sau của Hải. Xin chào.